Những năm tháng không thể nào quên, hồi ký kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Có một thời như thế. Tác giả Võ Minh, nhà văn, cựu chiến binh trung đoàn 271, miền Đông Nam Bộ. Tập 7. Ngày 23 tháng 5 năm 1972, 4:30, cả tiểu đoàn 8 tập kết ở ấp An Hòa nhằm bảo vệ ban chỉ huy trung đoàn nằm tại Gò Nổi. Đại đội 2 chốt giữ phía tây tây bắc đề phòng quân địch ở tàu trên sông Vàm Cò đổ bộ. Đại đội 1 chốt giữ phía đông bắc ấp, ngăn chặn lực lượng địch từ ngã ba Lộc Giang đến. Còn đại đội 3 chúng tôi đảm nhiệm hướng nam tây nam, đối diện với bốt An Thuận cách gần 1.000 mét. Đội hình chiến đấu của đại đội 3 được bố trí như sau. Ban chỉ huy đại đội nằm ở giữa bãi đất hoang, có những gò đất nhỏ nổi lô nhô, xung quanh là những cây dứa dại thấp. Bốn góc bãi đất này là bốn bụi tre già khá to, ken dày đặc. Trung đội 2 bố trí lực lượng ở khu vườn nhà dân phía tây nam của ban chỉ huy, ngăn chặn địch ở bốt rạch gầm tấn công. Trung đội 3 do anh Trần Quang Đăng chỉ huy bố trí lực lượng về phía đông nam, ở khu vườn nhà dân ngăn chặn quân địch từ bốt An Hiệp nằm cạnh con đường 10 tấn công. Trung đội 1 do anh Nguyễn Văn Thiết chỉ huy bố trí lực lượng chiến đấu về phía đông bắc, trong một khu vườn nhà dân với nhiệm vụ ngăn chặn quân địch tấn công vào từ hướng ngã ba Lộc Giang. Trước khi hành quân đến đây, chúng tôi được phổ biến ngày hôm nay quân đội Việt Nam Cộng Hòa thuộc sư đoàn 21 sẽ kéo một lực lượng rất lớn, có xe tăng và xe bọc thép yểm hộ để tấn công căn cứ khu Gò Nổi, ban chỉ huy trung đoàn 271 đóng quân. Ý thức được cuộc chiến đấu sẽ rất ác liệt nên khi vừa đặt chân đến vị trí tập kết, không ai bảo ai, chúng tôi đều hối hả đào xây dựng công sự chắc chắn cho mình. Đại đội chia làm hai tổ, tổ thứ nhất có tôi và anh Hưu, chính trị viên, cùng Nguyễn Văn Tịch là chiến sĩ thông tin vô tuyến 2W. Tổ thứ hai có anh Huyên, y tá, chữ quản lý kiêm nuôi quân ở phía sau chúng tôi. Công sự ban chỉ huy đại đội được xây dựng khá kiên cố theo hình chữ Z, có hai cửa nằm ở hai hướng khác nhau, trên nóc hầm đắp một lớp đất dày, nằm cạnh góc bãi đất hoang sau bụi tre già. Để thuận lợi và an toàn trong chiến đấu, sát cửa hầm phía trước tôi đào thêm một công sự nằm bắn có độ sâu khoảng 40 cm và đắp mô đất cao để kê súng và chắn đạn địch. Công sự sau bờ tre được tôi ngụy trang rất kỹ, phù hợp với địa hình. Tôi luôn tự hào về kỹ năng ngụy trang, điều này đã cứu tôi thoát chết nhiều lần. Cả một đêm thức trắng hành quân không nghỉ rồi đào hầm chiến đấu, chúng tôi ai nấy đều mệt nhoài, hai mi mắt sưng mọng đỏ lên vì thiếu ngủ. Vừa hoàn thành công sự, mọi người lăn ra ngủ mê mệt. Còn tôi do quá đuối sức nên vừa xuống đến cửa hầm đã ngồi gục đầu vào thành công sự ngủ. Trong cơn ngủ say, tôi lơ mơ nghe tiếng kít kít của kim loại từ xa vọng về. Giật mình bừng tỉnh, tôi bò lên miệng hầm, nhìn ra phía trước. Trong đám sương mù chưa tan, rất nhiều lính Sài Gòn từ hướng bốt An Thuận đang cầm súng lặng lẽ tiến về phía đại đội bộ. Bình tĩnh và nhẹ nhàng, tôi lăn mình vào công sự nằm bắn, dụi mắt quan sát địch kỹ hơn. Phía sau những tốp lính có 9 chiếc xe tăng đang dàn hai hàng ngang từ từ tiến đến. Cả không gian lúc này chỉ có tiếng xích xe tăng cọ sát vào nhau, nghe kín kít, lạo xạo. Trong lúc đó, bộ đội ta vẫn chìm trong giấc ngủ. Tuy là sát mép cửa hầm, nhưng tôi cũng không kịp lùi xuống báo cho anh Hưu và mọi người biết quân địch đang kéo vào. Nguy hiểm hơn, nhìn về nơi trung đội 2 đang chiếm giữ, có 5 tên lính đối phương, súng 55 đang dò dẫm tiến vào công sự chiến đấu của một tổ 3 người. Làm thế nào để báo tin cho đồng đội ở đó biết được sự nguy hiểm này? Khi khoảng cách đó chỉ còn gần 2 mét, không thể chờ thêm được nữa, tôi vội vàng bóp cò súng, bắn một loạt đạn về phía 5 tên địch. Trong nháy mắt, chúng đổ gục, kêu la trên mặt ruộng. Có tên còn chúi đầu vào cửa công sự tổ tiền tiêu. Mọi người trong đại đội đang nằm ngủ dưới hầm chợt bừng tỉnh khi nghe tiếng súng nổ. Đột ngột phía bờ ruộng trước mặt bên trái, một tên lính đang cầm quả cối 61 định thả vào nòng súng. Có lẽ nó đã phát hiện ra vị trí tôi nằm bắn. Trong chớp mắt, tôi rê nòng súng tiểu liên AK bóp cò tiếp 2 viên đạn vào đấy. Ngay tức thì, tên lính đó bị gãy gập cánh tay cầm quả đạn cối,
lăn mình xuống mặt ruộng kêu la, gọi đồng bọn đến cứu. Trên đầu tôi, đạn đại liên của những chiếc xe tăng ở phía trước đã khóa tầm bắn, bay vù vù như cơn bão lớn. Đạn cắm vào bờ tre phầm phập, nhiều gốc tre nổ toác, có một số cây đổ xuống mặt ruộng. Mặc dù được sự yểm trợ về hỏa lực mạnh như vậy, nhưng những tên lính đang bò lồm ngồm trên mặt ruộng kia thực sự hốt hoảng với khả năng bắn chính xác của tôi. Chúng bỏ mặc những người bị thương, nhanh chóng tháo chạy về phía sau. Khi chúng vượt ra khỏi tầm bắn của tôi, những chiếc xe tăng tiến lại gần hơn, thi nhau nã đạn như mưa chút vào trận địa đại đội. Đến lúc này, tôi nhẹ nhàng lùi lại cửa hầm, chui sâu vào phía trong tránh đạn và báo cáo sự việc diễn ra vừa rồi cho anh Hưu. Anh cảm động, ôm tôi vào lòng, luôn miệng nói: "Anh thay mặt ban chỉ huy tuyên dương công trạng em, cảm ơn em đã cứu nguy cho cả đơn vị. Nếu như em không tỉnh dậy trước và chủ động nổ súng tiêu diệt địch, thì giờ đây cả đại đội ta không biết sẽ như thế nào." Rồi anh quay sang phía cậu Tịch nói: "Em điện về ban chỉ huy tiểu đoàn báo cáo tình hình. Có hơn một tiểu đoàn lính ngụy kèm theo 9 xe tăng yểm trợ từ hướng Bốt An Thuận tấn công trực diện vào đại đội ta. Đồng chí Minh liên lạc đã chủ động nổ súng tấn công. Hiện giờ chúng đã rút ra ngoài, đang chuẩn bị tổ chức tấn công tiếp quân ta." Ngồi dưới hầm, tôi nghĩ nếu như vừa rồi mình ngụy trang sơ sài, cẩu thả hoặc không phù hợp với địa hình hiện tại, chắc rằng không có cơ hội để ngồi báo cáo những gì đã xảy ra cho các anh được. Những chiếc xe tăng của địch ở ngoài vẫn đứng yên nhả đạn. Chúng không dám tiến lên vì sợ bị thiêu cháy bởi đạn chống tăng B-40, B-41 của ta. Phía trước, trách hướng tay độ khoảng 60 mét, một chiếc xe tăng đang cuốn xích sắt kèn két liều lĩnh xông lên. Không thể để cho nó tiến thêm được nữa, xạ thủ B-41 của tiểu đội hỏa lực A-10 Nguyễn Văn Thắng đã kịp thời giương súng lên bóp cò, phóng một viên đạn cắm thẳng vào cạnh sườn chiếc M-41 đó. Lửa bùng lên trùm kín chiếc xe. Chiếc xe tăng khưng lại. Tôi rất vui mừng và thán phục tài thiện xạ của Thắng. Cậu ta bắn quá chính xác, trúng vào nơi hiểm yếu nhất của chiếc xe tăng. Nhưng ngay sau đấy, hai chùm lửa liên tiếp tóe ra tại một điểm, cùng với tiếng nổ oang oang chói tai tại vị trí Thắng đang nhoài nửa người trên mô đất sau bụi dứa dại. Xác anh và đất cát bay tung tóe lên cao, mảnh đạn vút qua xèo xèo sát sàn sạt ngay trên đầu tôi, cắm vào bờ đất bên cạnh nghe phầm phập. Một mảnh ống tay áo của Thắng bị cháy nham nhở, xé tung còn phất phơ trên ngọn tre. Nơi anh nằm giờ đây là một hố sâu nham nhở có đường kính bằng chiếc nong. Dưới miệng hố, một làn khói đen đang bốc lên. Đấy là hai viên đạn DKZ-90 của hai chiếc xe tăng ở phía sau bắn vào. Khi chúng phát hiện được chính xác vị trí vùng lửa, khói của súng B-41 phát ra sau khi Thắng bóp cò, tôi ngỡ ngàng, sửng sốt, bàng hoàng. Sự việc đến quá nhanh, tôi thừa người ra, không có phản ứng nào. Chỉ mới cách đây có ít phút thôi, từ phía sau anh đã bò, toài lên phía trước, nơi có mô đất cao, để đến thật gần hơn mới bắn được chính xác vào những chiếc xe tăng đang hùng hổ tiến vào, hòng nuốt sống đại đội tôi. Thế mà giờ đây, xác anh đã tan ra từng mảnh, trộn lẫn trong cát bụi An Hòa, Đức Hòa, Long An này. Rồi đây, trên mảnh đất này, có ai còn nhớ và biết đến anh không? Riêng tôi làm sao có thể quên được anh với hình ảnh oai hùng, đau thương trong những giây phút cuối cùng đó. Các loại súng của địch ở phía ngoài thì nhau vãi đạn gần một tiếng đồng hồ rồi mới chịu dừng lại. Chúng đã thay đổi chiến thuật, bắn pháo hiệu màu phân tuyến giữa ta và địch, gọi máy bay đến ném bom. Tôi ngồi gần cửa hầm, người đung đưa, bom nổ quá gần. Chúng tôi ai nấy ù đặc tai, không nghe rõ tiếng nổ. Máy bay A-37 điên cuồng, lồng lộn thay nhau dội bom cả tiếng đồng hồ. Ngồi dưới hầm, tôi đếm được 8 loạt bom đào, bom sát thương và bom bi. Anh Hưu ngồi ở bên cạnh tôi thở dài, lo lắng. Bọn địch ném súng nhiều như thế này, có còn ai sống để chiến đấu, chống trả bộ binh và xe tăng địch tràn vào không? Tôi thì nước mắt lưng tròng, đang bàng hoàng, ám ảnh về cái chết của Thắng. Địch cũng khóc khi phải chứng kiến trận mưa bom đủ chủng loại đang nổ ngay sát cạnh, kéo dài triền miên mà không có dấu hiệu dừng lại. Sau khi những con quạ sắt vừa rút về, đại liên, trung liên, cối 81 ly, DKZ-90,
trên xe tăng và các loại súng đạn khác của địch lại thi nhau vãi đạn. Quan sát phía trước, tôi thấy xe tăng lại dàn hàng ngang tiến vào chính diện hầm của ban chỉ huy đại đội đóng. Tôi báo cáo vắn tắt tình hình chiến sự đang xảy ra cho anh Hưu ở dưới công sở biết. Theo lệnh anh, cậu Tịch thông tin vô tuyến 2W báo cáo với tiểu đoàn về diễn biến của địch và ta, đồng thời xin chi viện cuối 82 bắn vào đội hình đông đúc lính Sài Gòn có xe tăng hộ tống đang từng phút tiến dần đến. Nhưng anh Dương Văn Hiêu, tiểu đoàn trưởng thông báo lại, địch đã bao vây ba phía tiểu đoàn 8 đang chốt giữ, lệnh cho đại đội 3 chúng tôi bằng mọi giá phải kìm chân chúng, không được cho nó chọc thủng đội hình. Đại đội 3 lúc này quân số còn lại chưa được 20 người, đạn dược hầu như đã cạn, không có ai còn đảm bảo cơ số, nhất là đạn chống tăng B-41. Trong khi đó, đại đội bộ của tôi và tiểu đội hỏa lực A-10 đóng trên bãi đất hoang bị cô lập hoàn toàn. Tiểu đội A-10 đã gần bị tê liệt. Một trong hai xạ thủ B-41 diệt tăng là thắng vừa hy sinh. Còn các trung đội đang nằm trong khu vườn nhà dân không thể sang chi viện cho chúng tôi được vì phải vượt qua một thửa ruộng trống trải. Điều này rất nguy hiểm khi phía trước xe tăng và bộ binh đang tập trung hỏa lực bắn vào. Trung đội 1 thì còn chốt giữ ở phía sau, không thể chi viện hỏa lực phía trước cho chúng tôi. Trung đội 2 nằm bên phải, nhưng công sự ngụy trang quá cầu thả. Ngay từ đầu, quân địch đã phát hiện và bắn khống chế. Mọi người ở đó chắc đã hy sinh cả rồi. Còn lại trung đội 3 nằm bên trái, tuy số thương vong ít hơn, nhưng không phát huy được hỏa lực mạnh vì bị khu vườn trước mặt che mất tầm quan sát. Các anh chỉ có một góc hẹp có thể dùng hỏa lực tấn công xe tăng và bộ binh địch ở phía trước. Nhưng thực tế quân địch đang tập trung hỏa lực vào đó nên đã khống chế các anh hoàn toàn. Ngay từ lúc nổ súng cho đến giờ, nguy hiểm nhất vẫn là ban chỉ huy đại đội nằm chính diện hướng tấn công của địch. Chúng tôi ở đây chỉ có hai khẩu súng tiểu liên AK của tôi và cậu Tịch thông tin. Nhiệm vụ của Tịch là giữ thông tin liên lạc giữa đại đội và tiểu đoàn. Còn tôi với khẩu AK trong tay vừa nổ súng kìm chân ngăn bức tiến quân địch, vừa phải vượt qua làn đạn để truyền mệnh lệnh của chính trị viên đại đội Lê Xuân Hưu đến từng trung đội. Quân địch cùng xe tăng vẫn hành tiến, bắn chọc thẳng vào nơi chúng tôi chốt giữ. Tôi thật sự lo lắng trước sự tấn công như vũ bão của chúng, nhưng vẫn bình tĩnh điểm xạ từng viên một vào tốp lính đối phương. Đạn của tôi không còn nhiều, mặc dù trước đó đã sử dụng hơn nửa cơ số đạn của cậu Tịch. Rất may tôi có khả năng bắn rất chính xác, không cần phải ngắm dù mục tiêu đó là cố định hay di động. Thực ra cũng không hiểu được lý do tại sao mà chỉ biết rằng mọi thao tác của tôi lúc đó hầu như là phản xạ tự nhiên. Một tiếng nổ từ bụi cây thấp bên cạnh. Tôi liếc mắt nhìn sang, cậu Sáng ở tiểu đội hỏa lực A-10 vừa phóng quả đạn B-41 vào chiếc xe tăng gần nhất. Chiếc xe tăng bốc cháy, quân đối phương lăn lê bò càng trên mặt ruộng. Ngay sau đó, một quả đạn DKZ-90 từ một chiếc xe tăng M113 bên cạnh phóng về vị trí của Sáng. Đạn nổ, nửa người phía trên của anh tung ra, để lại nửa người phía dưới còn lại nhuốm đỏ máu. Như vậy, cả hai xạ thủ B-41 còn lại của tiểu đội hỏa lực đã hy sinh. Trước tình thế nguy cấp này, anh Hưu lệnh cho tôi bằng mọi cách phải liên lạc được với anh Nguyễn Văn Thiết, anh Trần Quang Đăng, trung đội trưởng trung đội 1 và 3 đang chốt giữ ở khu vườn bên trái phía sau chúng tôi, gấp rút điều xạ thủ B-40 và bộ đội sang ban chỉ huy đại đội để tiêu diệt những chiếc xe tăng và bộ binh địch. Tôi quan sát địa hình xung quanh quá trống trải, rất ít vật che chắn đạn nên vội nói với anh Hưu. Theo em, anh không thể điều bộ binh đến chi viện cho ta được. Địa hình quang đãng như thế này, bộ đội sẽ bị thương vong mất. Hơn nữa ở đây anh em không có công sự tránh bom, pháo, nguy hiểm lắm. Bây giờ chỉ cần thêm một xạ thủ B-40 để chống tăng là được. Còn đối với tụi bộ binh tiến vào, một mình em ngăn chặn. Nếu em hy sinh, anh gọi cậu Tịch lên thay. Hãy bằng mọi giá, nhất quyết không cho chúng tràn vào. Anh Hưu đã thống nhất với ý kiến của tôi. Lúc này địch ở phía trước điên cuồng chút đạn vào. Tình thế cả đơn vị ngày càng nguy hiểm. Chúng dễ dàng chọc thủng vào vị trí hiểm yếu nhất của đội hình chúng tôi. Nếu tôi rời khỏi khu vực này để đi về các trung đội,
thì ở đây chỉ còn lại một tay súng tiểu liên AK của Tịch canh giữ, mà cậu ta lại là lính thông tin, dù sao cũng không có nhiều kinh nghiệm như tôi. Trước lúc rời vị trí chốt giữ của ban chỉ huy đại đội, tôi rất băn khoăn, lo lắng nên vội gọi Tịch từ dưới công sự lên dặn dò. Tịch phải bảo vệ cửa chính diện để giữ bí mật vị trí đang nằm bắn này. Cậu phải bình tĩnh ngắm chính xác từng thằng một rồi mới bốc cò, tuyệt đối không được bắn liên thanh, như vậy sẽ bị lộ ngay. Trừ trường hợp quân địch đông xông đến quá gần, lúc ấy mới được phép nổ súng liên thanh. Mình phải sang các trung đội một lúc sẽ quay trở về với Tịch ngay. Hãy bằng mọi giá kìm chân chúng, mình tin ở cậu. Mấy tháng sau, Nguyễn Văn Tịch đã bị địch bắt và hy sinh anh dũng trong một trận chiến đấu ác liệt, không cân sức, kéo dài suốt cả một ngày giữa ta và địch. Tranh thủ khi quân đối phương chưa dám tiến vào, tôi lùi lại về phía sau, đến khu vực của tiểu đội hỏa lực A-10. Nơi đây bây giờ tan hoang, chi chít hố bom. Tôi bàng hoàng khi chứng kiến cảnh tượng đó, bất chợt rùng mình, cảm thấy đơn côi khi nằm trên bãi hố bom không một bóng người này. Quên mình đang còn hiểm nguy, thương các anh, thương đồng đội, nước mắt tôi chảy ràn rụa mà không khóc được thành tiếng. Tôi vừa bò vừa lần xung quanh để tìm xem có còn ai sống không. Nằm ở phía ngoài, tôi gọi vào: "Anh Truyền và các anh ơi, có ai ở trong đó còn sống không?" Tôi cất tiếng gọi mấy lần, một lúc sau đó có tiếng đáp lại: "Mình đấy phải không? Anh Truyền đây, anh bị thương rồi." Nghe thấy tiếng trả lời, tôi mừng quá. "Có còn ai sống nữa không anh?" Tôi vừa hỏi, vừa tìm cách kéo những cây tre nằm chắn lối trên mặt đất để giúp anh ra ngoài. Những công sự bên cạnh không rõ, nhưng ở đây chỉ còn lại mình anh. Tôi đưa mắt nhìn bao quanh, không thấy đâu là công sự, chỉ còn lại trên mặt đất là những hố sâu nham nhở của đợt đạn bom vừa rồi để lại. Anh chuẩn bị thương vào đầu và chân. Tôi đưa anh ra ngoài và gọi anh Nguyên y tá ở công sự phía trước đến sơ cứu. Tôi còn nhiệm vụ chính được anh Hưu giao phó rất nặng nề, không chần chừ ở lại đây được. Tôi tiếp tục vượt qua thửa ruộng để sang khu vườn phía sau, nơi trung đội một chốt giữ. Khi vừa vào đến khu vườn, một cảnh tượng tan hoang, tiêu điều đập vào mắt tôi. Ngôi nhà ở giữa vườn tan tành, xung quanh cây cối đổ gãy. Tôi đảo mắt nhìn mà chẳng thấy ai, nên vội cất tiếng gọi: "Anh Thiết và các anh ơi, các anh đang ở đâu?" Sau tiếng gọi của tôi, tiếng ai đó đang ở dưới giao thông hào phía góc vườn bên tay phải reo lên: "Em Minh đấy phải không? Anh Tài đây." Tôi mừng quá, vội lao đến, mặc cho đạn bay chiêu chiếu trên đầu. "Thế mọi người đâu hết cả rồi anh?" tôi hỏi. Anh Tài giơ tay chỉ và trả lời: "Anh em trong trung đội sau trận bom hy sinh gần hết rồi, chỉ còn anh và Quảng thôi. Nó đang canh giữ hướng địch đến tấn công ở góc kia kìa." Vừa nghe đến đây, lòng tôi đau thắt lại. Ôi, chiến tranh tàn khốc và khủng khiếp quá, đã cướp đi hầu hết bạn bè của tôi. Tất cả đã vắt kiệt đến mức hầu như không còn sức để gồng mình lên được nữa. Suốt cả mấy tháng ròng rã vừa qua, chúng tôi chẳng được nghỉ ngày nào. Uống thì chỉ có nước lã, ăn chỉ có cơm nắm, nhưng rất thất thường. Những cơn đói khát như căn bệnh mãn tính cứ bám riết, không lúc nào buông tha. Đêm thì hành quân, rồi đào hầm, xây dựng công sự cho đến lúc trời sáng mới tạm xong. Còn nằm ngủ thì dưới hầm hoặc trên mặt đất, chưa kịp chập mắt, địch đã mò đến rồi. Bom đạn thì triền miên dội trên đầu, kéo dài suốt ngày này qua ngày khác. Đồng đội tôi liên tiếp ra đi. Nghe thấy tiếng tôi, còn mừng quá, vội lao đến. Bà chúng tôi ôm lấy nhau, nghẹn ngào, trong tiếng nấc còn nói: "Mình ơi, anh Tiết trung đội trưởng đã hy sinh sau đợt bom thứ nhất. Giờ đây trung đội 1 chỉ còn lại mình và anh Tài thôi. Mọi người đã hy sinh hết cả rồi." "Ôi." Tôi lau nước mắt và động viên hai anh: "Em cũng đau lòng lắm. Quân địch đang tìm mọi cách tiêu diệt chúng ta để chọc thủng tuyến phòng ngự này. Các anh hãy cố gắng chốt giữ những hướng mà mình được đảm nhiệm, kiên quyết không cho chúng tiến vào. Em phải về ban chỉ huy đại đội báo cáo đây." Tôi lợi dụng bờ tre tiến dần đến mép ruộng, nơi có bờ đất nối liền giữa khu vực ban chỉ huy và trung đội 3. Đạn bay chiêu chiêu xé gió trên đầu tôi. Từng gò đất nổi lên trong trận địa chúng tôi đều nhận đủ một quả đạn pháo DKZ-90 của xe tăng ở ngoài bắn vào,
để lại mặt đất nơi đó một hố rộng toang hoác. Tôi nằm im ở mô đất thấp, có bụi cây nhỏ che khuất. Khi đạn địch chuyển sang hướng khác, tôi vụt lao ra ngoài mặt ruộng, rồi nằm lăn mình, chúi đầu vào bờ đất phía trước. Chúng đã phát hiện ra nên tập trung hỏa lực bắn về tôi rất mạnh. Nằm áp sát bờ đất, nghe đạn bắn liên tục vào phía bên kia bờ, tôi rùng mình hoảng sợ khi cả người vẫn ở tư thế nằm ngửa. Các loại đạn bay dày đặc, sàn sạt vút qua, chỉ cần hơi nhổm lên một chút chắc sẽ bị băm nát người. Tình thế nguy hiểm khẩn cấp, bất lợi cho đại đội 3 tăng theo từng phút từng giây. Tất cả đang chờ tôi nhanh chóng đi gọi hỏa lực, nếu không địch sẽ chọc thủng đội hình. Ở đó chỉ còn lại một mình Tịch với một khẩu súng tiểu liên AK chống đỡ. Không thể chờ lâu, tôi tìm mọi cách vận động đến được vị trí của trung đội 3. Bờ đất quá thấp, không bò được. Giờ chỉ còn cách nằm lăn vuông góc với nó, chân hướng ra phía ngoài, đầu hướng vào phía trong, tay nắm nòng súng AK lôi đi từng quãng ngắn. Quân địch phát hiện ra tôi còn sống bởi đám cát bụi bay theo khẩu súng tôi đang lôi sành sạch trên mặt ruộng. Đạn lại cắm phầm phập vào bờ đất, có viên sượt thủng ống tay áo dọc từ vai đến khuỷu bên tay trái. Do khi tôi lăn, phần vai có hơi nhô cao một chút, nhưng mặc kệ, tôi vẫn cứ tiếp tục lăn dần về phía bờ tre quanh khu vườn nơi trung đội 3 đang ở đó. Vừa chạm đến chân bờ, tôi nằm im bất động một lúc để quân địch ở phía ngoài nghĩ rằng mình đã chết. Khi bọn chúng bắt đầu bắn chuyển dần sang hướng khác, tôi lao mình nhảy vào phía bên trong bờ tre. Cũng rất nhanh, ba quả đạn DKZ-90 của địch nổ ngay sát cạnh đó. Do bờ tre bao quanh vườn khá vững chắc nên tôi không hề hấn gì. Tôi truyền đạt nhanh mệnh lệnh của ban chỉ huy đại đội cho trung đội trưởng Trần Quang Đăng. Anh Trần Dôn, xạ thủ B-40, vừa nhận được mệnh lệnh đã nhanh chóng nhảy sang bên kia bờ tre, băng qua thửa ruộng, lao sang bên khu đất hoang nơi có anh Hưu và Tịch đang chốt giữ. Cẩn thận anh Dôn! Tôi chỉ kịp hét lên. Phía ngoài xe tăng và lính ngụy đua nhau nổ súng như một cơn bão lớn đang đổ về. Tôi không thể nào phân biệt từng loại âm thanh, chỉ còn nghe tiếng nổ oang oang của DKZ-90. Những tiếng súng vừa tạm dừng, tôi lao mình trở về công sự, chỉ huy gặp anh Hưu. Anh John đã về đến đây chưa anh? Tôi hỏi anh Hưu. Cậu John đang vận động theo mép bờ ruộng để tiếp cận áp sát chiếc xe tăng mà bắn cho chính xác. Anh lấy tay chỉ và trả lời. Anh John đang hai tay ôm súng lom khom tiến, những quả đạn B-40 nằm trên lưng cứ nhấp nha nhấp nhô sát mép bờ ruộng. Kéo dài như thế này, bọn địch ở ngoài sẽ dễ dàng phát hiện. Đúng như dự đoán, một phát đạn cối cá nhân M79 của địch nổ ngay bên cạnh anh. Một cụm khói đen trắng và đất cát tung lên, cái nhấp nhấp nhô nhô trên mặt bờ ruộng giờ đây không còn nữa. Tôi biết anh đã hy sinh rồi. Chỉ vài phút trước đây, tôi vừa mới nhắc nhở hãy thận trọng, nhưng anh đã vội vàng lao vụt đi đến chi viện cho chúng tôi. Anh Trần Dôn là sinh viên năm thứ 2 Đại học Sư phạm Vinh. Thương tiếc anh, tôi quên hết mọi nguy hiểm lao vội đến. Anh vẫn trong tư thế khom khom, tựa nghiêng vào bờ ruộng, hai tay đang ôm chặt khẩu súng, mặt vẫn hướng thẳng về phía quân đối phương. Trời đã về chiều, bọn địch không thể tiến lên được, buộc phải rút quân. Trong cuộc chiến đấu gay go, ác liệt của ngày hôm nay, chúng tôi đã bắn cháy hai xe tăng và tiêu diệt rất nhiều lính ngụy, nhưng chiến công đó không bù đắp được những mất mát khi quân số đại đội chỉ còn lại 13 người, trong đó có 6 anh bị thương. Tôi chợt nhớ đến bộ phim Thượng Cam Lĩnh được xem vào những ngày đầu đặt chân lên dải Trường Sơn. Phim nói về một lực lượng ít ỏi và vũ khí thô sơ của Hồng quân Trung Quốc đã chiến thắng một đội quân hùng hậu có trang bị vũ khí tối tân của quân đội Mỹ. Lúc đó mọi người không thể tin được mà còn nói đùa với nhau là chuyện hư cấu. Thế mà giờ đây chúng tôi đã vượt qua trận chiến kinh hoàng, cam go và ác liệt của ngày hôm nay. Chẳng có một tí gì gọi là hư cấu cả. Tối hôm đó, đại đội 3 của tôi không đủ người làm công tác thương binh tử sĩ. Anh Hưu đã chỉ thị cho Tịch điện về tiểu đoàn xin điều người về hỗ trợ. Chúng tôi an táng các anh hy sinh an nghỉ tại khu vực Gò Nổi, ven bờ sông Vàm Cỏ, thuộc xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Đó là các anh Nguyễn Văn Thiết, Nguyễn Văn Thắng, quê ở Lệ Thủy, Quảng Bình, anh Trần Dôn quê ở Vĩnh Linh, Quảng Bình,
Nguyễn Văn Sáng, quê ở Nghệ An. Ngày 24 tháng 5 năm 1972, khoảng 3 giờ, hai tiểu đoàn 8 và 9 cùng các đại đội trực thuộc của Trung đoàn 271 tập kết ở bờ đông sông Vàm Cỏ Đông để sang bờ bên kia về đất Campuchia đóng quân. Tiểu đoàn 7 ở lại tiếp tục chốt giữ trên đất huyện Đức Hòa. Đêm nay cho ngoài mùng 10 nên rất sáng, dưới mặt sông những chiếc thuyền ba lá đậu dày đặc chở chúng tôi. Lần này vượt sông chúng tôi đã khá quen, cứ 4 người xuống một thuyền rồi tự mình trèo sang bờ bên kia. Trên thuyền lúc này có tôi, anh Hưu, Huyên và Trữ. Tôi ngồi ở phía sau chèo thuyền. Khi đứng trên bờ nhìn mọi người lướt thuyền dưới sông thấy quá ư dễ dàng. Giờ đây tự tay chèo thuyền mới thấy khó vô cùng. Thuyền của tôi lúc đầu cứ quay tròn ở giữa sông, không tiến được. Đang loay hoay tìm cách chèo con thuyền ương bướng thì cô du kích lái chiếc ghe ngay sát cạnh nhỏ nhẹ nói: "Anh hai cứ bình tĩnh, không được chèo một bên mà phải thay đổi cả hai bên, như vậy mới điều chỉnh chiếc ghe đi đúng hướng." Một lúc sau đó, con thuyền mới thực sự lướt băng băng. Vì mất nhiều thời gian cho việc chèo lái nên chưa kịp sang bờ bên kia thì thủy triều rút, thuyền bị mắc cạn. Tôi tìm mọi cách đưa nó vào bờ, nhưng nó cứ xoay tròn tại ngay vị trí đó thôi. Không chút do dự, tôi nhảy xuống sông, lấy hai tay đẩy mạnh con thuyền tiến về phía trước. Nhưng dưới chân lúc này bùn mềm nhũn, người tôi tụt dần, càng cử động lại càng bị sụt xuống bùn sâu hơn. Anh Hưu ở trên thuyền vội vàng ném khẩu AK xuống. Tôi đặt nó nằm ngang trên mặt bùn rồi lấy hai khuỷu tay choàng lên. Lúc này tốc độ chìm mới được hãm lại. Tôi và con thuyền mắc cạn được mọi người trên một con thuyền khác kéo vào bờ. Thật là hú vía, chậm một chút nữa thì tôi đã bị chôn vùi dưới lớp bùn đen dày đặc của sông Vàm Cỏ Đông. Khi vừa lên bờ, cả người và khẩu súng nhuộm một màu đen bùn đất, trông rất kinh dị. Tôi nhảy xuống dòng kênh bên cạnh, gạt tạm những gì đang bám đầy trên mình cho sạch bớt, rồi tiếp tục theo đoàn hành quân về nước bạn. Khi đi qua một hố bom đầy nước giữa cánh đồng chó ngáp, chớp cơ hội này tôi nhảy xuống để gột rửa. Thật tuyệt vời, cả một tháng qua chúng tôi chưa biết tắm là gì. Giờ đây nước trong vắt, mát lạnh ôm trọn tôi vào lòng. Tôi thỏa thích bơi lội, ngụp lặn, bù lại những ngày gian khổ, vất vả vừa qua. Tất cả những gì đã chịu đựng như vơi bớt, chìm sâu dưới đáy nước hồ, mải mê vẫy vùng. Tôi giật mình khi anh em trong đơn vị đã đi quá xa. Tôi chạy đuổi theo đơn vị. Nhưng lạ thay, phía dưới đúng quần tôi cứ thấy man mát. Cúi xuống nhìn, thấy nó rách vụn từ lúc nào. Gần một tháng trời liên tục không có điều kiện tắm và thay quần áo nên vải đã bị mủn. Bây giờ chỉ cần đụng vào là rơi ra từng mảng. Thực ra không riêng gì tôi mà ai cũng như vậy. Khi gần đến Phum Sóc Nóc, cả đơn vị dừng lại ngoài cánh đồng để đợi trung đội 2 do anh Phạm Vinh chỉ huy chốt giữ phía sau cạnh đồn Trà Cao, đảm bảo cho đại đội tôi rút quân an toàn. Nói trung đội cho oai, chứ quân số bây giờ chỉ có 2 người. Một tin xấu lại đến, anh Vinh bị địch phục kích bằng mình định hướng Cờ Lấy Mo đã hy sinh. Đơn vị tôi lại giảm 1 người, chỉ còn 12 người. Mới đầu tháng 5, khi đi qua con đường này, quân số của đại đội 3 có hơn 40 người. Thế mà giờ đây, chúng tôi những người còn lại im lặng cúi đầu mặc niệm, tiễn đưa đồng đội về nơi yên nghỉ tại gò đất giữa cánh đồng gần Phum Sóc Nóc trên đất nước Campuchia. Ở Sóc Nóc, đại đội tôi chỉ còn gọn trong 2 ngôi nhà cạnh nhau. Một tháng trước đây, cũng trên dãy phố dài này, chúng tôi chen đầy các nhà dân. Lúc này đây, những chiếc song quân dụng lớn không còn cần đến nữa. Cả đại đội dồn về một bếp ăn do anh Trữ đảm nhiệm, nấu cơm bằng nồi quân dụng nhỏ nhất. Đâu rồi tiếng leng keng, gõ bát, thìa, đũa? Đâu rồi tiếng nói cười náo động trước giờ ăn của những chiến sĩ thích đùa và háo đói? Đi đâu hết rồi các bạn? Chúng tôi, những người còn lại, cũng không còn một chút gì là của riêng ngoài khẩu súng và một ít đạn được giao. Tất cả ba lô đều nằm lại bên bờ tây, bờ sông Vàm Cỏ Đông để nhẹ nhàng vượt sang bờ bên kia. Trên người tôi chỉ còn một bộ quần áo kaki màu xanh mặc từng ngày ở ngoài Bắc vào. Vải đã mục rách, chiếc quần không còn đúng nữa.
Nếu là ngày bình thường, cánh lính trai ai nấy đều xấu hổ khi giáp mặt với những cô gái Campuchia. Nhưng lúc này đây, không một ai còn nhớ và bận tâm đến điều đó. Tất cả còn đang bàng hoàng về cuộc chiến vừa xảy ra. Thương đồng đội đã mãi mãi ra đi. Nữ đồng đội bị thương phải tạm rời xa đơn vị để về phía sau điều trị. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.